xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Đời Sống Mỹ của mình ngày hôm nay. Thì đây Harry, ở phía sau là ba mẹ mình. Bữa nay mình chở ba mẹ mình đi San Francisco chơi. Thì bữa giờ các bạn đã nghe mình nói San Francisco là một thành phố gọi là rất là nhộn nhịp, sầm uất, là trung tâm của dịch vụ và du lịch tại miền Bắc California. Thì bữa nay mình sẽ đi San Francisco. Sáng nay mình ở nhà mình đã search ở trên mạng, mình coi thời tiết rồi. Thì bây giờ mình là 12 giờ trưa, mình chạy qua tới đó là khoảng nửa tiếng, tại vì mình đang ở thành phố Oakland. Sáng giờ mình ở Oakland để mình đi công việc. Thì sau khi mình chạy tới San Francisco á, là khoảng 1 giờ thì trời nắng rất là đẹp. Đó thì mình đã coi dự báo thời tiết. Và bây giờ mình sẽ lên đường để đi qua San Fran mình chơi. Rồi ok. Thì ở bên hông mình, đó xe mình các bạn có thể thấy được là cái tiệm này của người người Tàu hay người Việt Nam gì đó mình không biết. Nhưng mà thấy chữ Tàu thì người ta bán đồ để chuẩn bị cho Tết truyền thống Lunar New Year, hay ở Mỹ người ta gọi là Chinese New Year. Đó, rồi coi cho các bạn thấy luôn. Ở Mỹ này cũng đang đón chào năm mới, đón chào Tết âm lịch của chúng ta các bạn ha. Rồi ok các bạn, bây giờ mình sẽ lên đường đi qua San Fran. Các bạn, mình đang ở trên Freeway 80 để đi qua San Francisco. Đó thì trước mặt các bạn là cảng Oakland. Đó thì cảng Oakland này, đối diện cảng Oakland là cách một cái bờ biển là thành phố San Francisco của chúng ta. Đó các bạn thấy không, cái bảng chỉ đường của mình đang chỉ là mình sẽ đi vào Freeway 80 đi San Francisco, còn một mai nữa là tới cái Junction. Junction là cái đường nhập đó các bạn, là đường nhập Freeway. Tới những cái đoạn nhập hay là chuyển giao Freeway thì gọi là Junction. Cái fast track luôn các bạn ha. Fast track giống như là một cái hệ thống trả tiền tự động vậy đó. Thay vì các bạn mỗi lần các bạn qua cầu này các bạn phải đóng 5 đồng, thì thay vào đó các bạn đi San Fran thường xuyên, các bạn đi qua cầu này thường xuyên thì các bạn phải đóng tiền, các bạn hợp đồng với là fast track thì nó sẽ cho các bạn một cái cục đó, các bạn gắn lên kính các bạn, thì mỗi lần các bạn qua cái lane này các bạn thấy là nó ghi chữ cash với lại chữ fast track đó. Thì các bạn, một các bạn trả tiền mặt là 5 đồng, còn hai các bạn có cái cục fast track đó, các bạn cần chạy qua luôn thì nó sẽ, cái sensor nó sẽ tự, nó tự ra tín hiệu với cái cục mà ở cái quầy thu phí, là cũng như các bạn có fast track trên xe. Còn nếu các bạn không có fast track mà các bạn không đóng tiền, các bạn chạy qua luôn
thì nó sẽ chụp hình lại, nó sẽ gửi về nhà các bạn, kêu các bạn đóng phạt. Đó, Mỹ tính rất là hay. Rồi nếu mà cái trường hợp các bạn không đóng phạt đó thì người ta cũng không có tới nhà các bạn, người ta đòi làm gì hết, thì lần đầu tiên các bạn không đóng phạt thì Mỹ sẽ để, nó sẽ gửi tiếp đợt lần thứ hai về, nó cứ nhân đôi lên. Ví dụ nó phạt các bạn 15 đồng các bạn không đóng thì nhân 2 lên là 30 đồng đó, 30 đồng các bạn không đóng nhân 2 lên nữa là 60 đồng, cứ nhân lên hoài cho khi, cho tới khi nào các bạn đóng thì thôi. Đó thì mình đóng tiền xong, ở đây nó kêu là pet 4 đồng. Bữa nay có 4 đồng ta? 4 đồng. Bữa nay có 4 đồng vậy? Xuống rồi, chắc mùa này ấy quá. Chắc mùa này ít người qua sao phân. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên cầu Bay Bridge các bạn ha. Lấy đủ rồi đâu, lấy nào mới đủ, lấy đủ vốn cầu hả ba? Đó đẹp ơi, trước mặt mình tải rồi, để mình chen gã lên khác mình đi, chen qua lên trái đi. Sao tao ghét nhất cái thằng mà chạy cặp hông thôi, con mới này đó các bạn thấy không? Mình đi qua cầu này giống như là các bạn có thể tưởng tượng giống như là mình đi từ Bình Thạnh mà mình đi xuống mét ở Thanh Đa vậy đó. Đó, từ Bình Thạnh mình đi xuống mét ở Thanh Đa thì mình cũng phải qua cái cầu Kinh. Thì mình từ Auckland mình đi qua South Cisco thì mình phải qua cầu Bay Bridge. Cầu này có hai nhịp, bạn, nhịp này là nhịp mới xây lại nè. Đó, còn cái nhịp lát nữa mình sẽ đưa qua cái đảo. Xong rồi qua cái đảo là cái nhịp cầu cũ, còn nhịp cầu này nhịp cầu mới. Đó. Thì bây giờ các bạn thấy là 10 len, tổng cộng là 10 len ha. Bên đây 5 len, bên kia 5 len. Về. Đó, cái cầu cũ kìa. Đó, thì ở bên kia các bạn thấy cái cầu cũ không? Đó, người ta đang gỡ ra đó. Nhà thầu Trung Quốc mua lại cầu đó rồi các bạn. Mua về đem qua Trung Quốc gắn á. Bữa nó còn mấy nhẹp lên đây, nó gỡ gần hết rồi. Thì ở dưới đây, lát nữa mình đi gần hết Bay Bridge thì có một cái đảo gọi là đảo Treasure Island. Treasure Island là đảo kho báu. Đảo kho báu. Đó, đảo đó gọi là đảo kho báu. Nhưng mà mình bữa nay mình không đi đảo đó đâu, mình sẽ đi lên Twin Peaks, tại bữa nay trời nắng rất là đẹp. Mình sẽ lên Twin Peaks là hai cái ngọn núi song song với nhau, gọi là núi đôi các bạn. Mình lên đó mình đứng thì mình sẽ thấy được toàn cảnh của thành phố San Francisco luôn. Mình đã đi ra khỏi downtown San Juan rồi. Nhưng mà bạn có thể thấy là vẫn còn rất là nhiều người ta đi bộ. Thì thành phố này kiếm chỗ đậu xe mà trong downtown kiếm chỗ đậu xe rất là khó. Thành phố này đúng đúng nghĩa là tất đất là tất vàng luôn các bạn. Về trên qua trái nha, tại lấy mấy đường market. Đây đặc sản San Juan. Đây các bạn, đặc sản của San Juan luôn các bạn. Các bạn thấy là đường đang đi lên dốc nhưng mà người ta xây nhà trên dốc. Có nhà trên dốc đó. Rồi cái thành phố hiện đại nhưng mà người ta vẫn giữ mấy cái như là nét đặc trưng. Bên
đây là cái xe điện một mắt thời rất là xưa rồi, ta để nó phục vụ vô có dây cáo dây điện ở trên, chạy dây điện ở trên đó, dưới cái lằn mình chạy cũng là lằn đường cho cái xe điện một mắt nè, nó chạy chung với xe hơi các bạn, hay lắm. Chạy vận tốc rất là chậm mà chạy chung với xe hơi. Đó, mình thấy trước mặt mình là đường ray của xe điện một mắt. Mình ra khỏi đầu thao rồi, cái này giờ mình đi lên đồi, đi lên cái Twin Peaks. Đó, xe điện một mắt trước mình nè. Để mình chạy sau cho bạn coi nha. Đó, các bạn thấy không? Có cái cần nối lên với cái dây ở trên, dây cáp trên. Lát nó nhập đi đường 17 nha, nhớ tải hơn 17. 17 lên tên giá hay không? Phải hả? Cửa nhà lau kính. Kính sửa nhà gì vậy? Đi qua đây chơi mà không có Google Map là coi như là mù luôn á, mù đường luôn. Rồi bây giờ mình chạy lên dốc. Mình chạy lên dốc nha các bạn. Đó, mình đang lên dốc nè, mình thấy dốc đứng rồi, dốc thẳng luôn, tuốt trên kia luôn á. Không biết cái camera có thấy không? Bị xe quay à, bị xe che à. Đó, đó thấy rồi. Các bạn thấy không? Dốc đứng luôn ha. Dốc đứng. Là xây nhà rất là hay. Để nói về săn phân này thì chắc nói 2-3 ngày cũng không hết chuyện để nói nữa. Cho nên là mình gặp gì thì mình nói cái đó thôi. Tại vì bữa nay mình đi chơi mà, mình gặp gì thì mình nói cái đó. Dốc đứng luôn, xây nhà nghiêng các bạn ha. Dốc xài tới style là phải dừng đó. Mặc dù dốc luôn bây giờ tiếp tục lên nữa các bạn, tiếp tục lên cái dốc cao nữa các bạn ha. Đó, nhìn thấy rõ cái dốc luôn, thẳng đường thẳng lên dốc. Ôi, có chiếc bao màu hồng, có chiếc bao màu hồng đậu bên đường. Đó. Đường xây nhà lên dốc quá hay, dốc đứng luôn các bạn ơi. Đi thẳng luôn. Ồ, mày khó vậy ha. Rồi quá luôn. Rồi chuẩn bị quay trái. Quay trái vô luôn. Giác được là cao, nhưng mà mình với Harry chạy rất là cao. Để mình quay bên kia các bạn coi nha. Đó, ngang với mây luôn các bạn thấy không? Nhìn xuống dưới là thấy, có thể thấy được biển rồi á. Đó. Người ta đi ra đây người ta du lịch chụp hình rất là nhiều. Đó, chạy ngang với mây luôn. Vẫn còn lên. Thì đây là lần thứ 3, thứ 4 cho mình trở lại đây rồi. Đây rất là đẹp. Vẫn đẹp. Bạn có thể thấy được toàn cảnh thành phố San Francisco luôn. Đó. Các bạn thấy chưa? À, nhà hàng xíu thôi, lát nữa mới quay. Ồ, hy vọng là không có mưa. Thấy u ám quá. Không sao. Rồi, tới nơi.
đây là một địa điểm mà những ai tới San Francisco du lịch không tới không được các bạn ơi. Rất đẹp. Mà đứng ở đây mình sẽ thấy được toàn cảnh của thành phố San Francisco luôn. Khi mà đứng đây mình quay các bạn thấy thấy được là có một con đường thẳng băng luôn. Đó, như tẻ thành phố ra hai bên nữa, bắt đi xuyên qua luôn. Thì cái đó là cái đường chính đó các bạn, như là cái đường Market thì phải, theo mình nghĩ là đường Market. Đó, tiếp tục vào bên đây là khu nhà ở. Mỹ xây nhà bàn cờ bạn ha, thấy đường thẳng thẳng lắm, ô. Quy hoạch đàng hoàng. Đó, bạn thấy không, thành phố San Francisco rất là rộng lớn. Đó thì ở San Francisco đang có bị tình trạng là bị đập kính các bạn. Các bạn đậu xe các bạn bỏ đi. Đó thì người ta đập kính xe các bạn. Ví dụ trong xe các bạn để một cái ba lô. Không cần biết các bạn để cái gì trong cái ba lô, nhưng mà người ta có thể là ăn cắp được, đập kính xe các bạn để người ta lấy cái ba lô đó. Hoặc là người ta nải cốp xe các bạn lên. Đó thì tại vì ở đây là khách du lịch, thường ta đi du lịch ta sẽ mang theo những cái đồ có giá trị, như là đi chơi mà thường ta đem laptop theo, điện thoại, iPad này nọ. Đó thì thường ta để cốp xe, để ba lô, thì họ lợi dụng như vậy, họ đập cửa kính xe và nải cốp xe ra. Ở phía xa các bạn có thấy được đó là cầu Golden Gate Bridge, là cầu cổng vàng. Đó các bạn thấy cầu màu đỏ không? Còn cái khu mình đang đứng đối diện luôn các bạn, đó là downtown của San Francisco. Các bạn có thể thấy được là rất là nhiều building chọc trời luôn các bạn ha. Đó, rất là đẹp. Bây giờ mây đen đang kéo tới rồi, thì cũng che dần cái ánh nắng rồi, thì mình cũng tranh thủ thôi. Các bạn có thấy là người ta đi du lịch ở đây rất là nhiều. Đó, ở đây thì cũng không có nói là lạnh. Hồi sáng mình đi mình coi thì khoảng 55 độ F. Đó, lấy góc cho các bạn coi toàn cảnh luôn. Theo đi anh tự sướng. Giờ mình đi vòng các bạn ha. Đi vòng xung quanh cái này. Excuse me. Thì mình sẽ cố gắng mình đi chậm thôi, để không có bị rung. Rồi, đây là ba mẹ mình. Để mình qua bên kia luôn. Vite. Đó, mình đứng đây các bạn có thể thấy rõ hơn được cầu Golden Gate đúng không? Thì những nhiếp ảnh gia cũng rất là hết tới đây các bạn. Thì rất là nhiều cái view để chúng ta có thể lựa chọn làm sao chúng ta có được những bức ảnh rất là đẹp. Đó thì tại sao người ta gọi là Twin Peaks? Thì Twin là sinh đôi. Đó các bạn thấy không? Ở xa xa có người đứng trên cái đỉnh đồi cao đó. Đó là hai cái đồi nó nằm song song với nhau. Ok, hy vọng bữa nay mình lên đây mình quay lại các bạn sẽ thích cái khu này ha. Thì cái khu này là khách du lịch nào ở Việt không phải khách du lịch nào cũng tới San Francisco cũng phải lên đây hết. Đó, rất là nổi tiếng. Khi chúng ta đứng ở đây chúng ta thấy được toàn cảnh của thành phố San Francisco luôn, và những thành phố vùng ven của San Francisco nữa.
thì mong các bạn thông cảm cho mình là tại vì mình chưa có mua cái gimbal, cho nên là khi mà mình quay á nó sẽ hơi rung rung, thì mình cũng kiềm cái tay mình dữ lắm để cho nó hạn chế được rung, để cho các bạn có thể trải nghiệm được cái video tốt nhất. Mong các bạn thông cảm cho mình. Rồi các bạn, bây giờ thì các bạn thấy được là ở San Fran hay là ở Cali hay nói chung là ở Mỹ á, thì ở những cái khu tham quan vui chơi nào đó thì sẽ đều có những cái nhà vệ sinh như thế này, rất là tiện lợi. Đó, các bạn thấy là hai anh cảnh sát rất là nice với mình, ảnh đưa tay ảnh hai mình, rất là nice. Cảnh sát ở Mỹ rất là nice, thì có lẽ anh ta đi tuần trên đây, tại vì bây giờ thành phố San Francisco cũng như là mình đã nói với các bạn á thì rất là phức tạp. Khu du lịch thì đúng thiệt là khu du lịch, nhưng mà giờ rất là phức tạp, nhiều thành phần quá, cho nên là lực lượng cảnh sát của thành phố San Francisco phải làm việc tối đa để mang lại bình yên cũng như là bảo vệ cho những người dân sinh sống tại đây cũng như là những người du lịch đến đây du lịch. Rồi mình lại đây mình quay chút xíu. Rồi đây bản đồ của thành phố San Francisco. Đấy. Twin Peaks, mình đang đứng ở đây. Các bạn thấy không? Twin Peaks. Mình đứng ở đây. Rồi. Golden Gate Park, mình chưa đi nè. Ở đây là San Francisco State University, là cái trường đại học của San Francisco. Để coi. Đây là Bay Bridge. Đây, Bay Bridge, cầu hồi nãy mình đi. Và đây là Treasure Island, mình đã nói với các bạn là cái bán đảo kho báo đó, Treasure Island. Thì nãy mình đi đường Bay Bridge vô đây. Mình đi xuống ở đây. Đó. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Đó, đây là chỗ người ta quy định mỗi người được vô sử dụng là tối đa 20 phút. Sau khi một người sử dụng xong thì cái toilet sẽ tự động đóng cửa lại và nó sẽ tự động dọn vệ sinh. Thì ở đây là những cái information user, có tiếng Việt, thông tin cho người sử dụng, mỗi lần chỉ được một người lớn được phép sử dụng, ngoại trừ những người cần sự giúp đỡ. Trẻ em dưới 10 tuổi phải có một người lớn đi kèm. Thời gian tối đa cho phép sử dụng là 20 phút. Bồn cầu và chỗ ngồi sẽ được tự động lau chùi, tẩy uế và thổi hơi làm khô ráo sau mỗi lần sử dụng. Chứng tỏ các bạn thấy là đây khu du lịch này có người Việt Nam tới, cho nên người ta mới là viết tiếng Việt lên. Đó. Thì đây người ta đang hiện là cleaning cycle liquid. Đó, rồi giờ người ta xong rồi. Đó thì mình bấm cái nút này là sẽ mở cửa ra cho mẹ mình sử dụng trước. Rất là hay đúng không các bạn? Bấm bấm màu đỏ. Đó. Lấy bấm màu xanh mở ra. Đó, rồi xong rồi người ta sẽ hiện lên chữ này. Đó là có người đang sử dụng, các bạn xin đợi. Thì tối đa là 20 phút. Thì trước 2 phút người ta sẽ tự động người ta báo là chúng ta cần phải thu gọn để cửa chuẩn bị mở. Rồi, bây giờ trời đã nắng lên lại rồi. Các bạn thấy là rất nhiều người lên đây. Bữa nay là ngày bình thường đó các bạn. Ngày bình thường đó. Đó thì cảnh sát người ta đảo đây 2-3 lần. Ok các bạn. Xin thì bây giờ mình xong ở đây rồi. Mình lên đây mình chụp hình nãy giờ. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình qua tới Golden Gate Bridge. Thì chắc là mình sẽ chia ra làm hai cái video. Tại vì nếu mà mình để vô một cái á thì nó sẽ rất là dài. Đó thì các bạn coi thì dẫn tới nhàm chán lắm. Đó thì ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái vlog mình ngày hôm nay. Thì tiếp theo của mình sẽ là vlog đi cầu Golden Gate Bridge. Ok các bạn, thì tới cầu Golden Gate Bridge mình sẽ quay tiếp, giống như là mình sẽ làm trong cái vlog tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình để có thể nhận được cái video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.